Xin chào các bác đã đến với video trên kênh Cửa hàng Kiên Đồ Cũ. Ngày hôm nay thì Cửa hàng Kiên sẽ mang đến cho các bác là 9 mẫu đồng hồ cơ cổ chính hãng đến từ Đức, Nga và Thụy Sĩ. Các bác cùng theo dõi video nhé. Và trong quá trình theo dõi video, các bác yêu thích mẫu đồng hồ nào thì có thể chốt đơn cho em về Zalo, đó là 0936 này 050424 nhé. Và các bác lần đầu biết đến kênh thì đừng quên ấn đăng ký cộng chuông để có thể đón xem các video mới nhất được phát trên kênh. Rồi, không để làm mất thời gian các bác nữa thì em sẽ đi vào phần giới thiệu của các mẫu đồng hồ ngày hôm nay. Em đầu tiên một em Lucien Picard này. Lucien Picard của Thụy Sĩ. Đây là một hãng đồng hồ rất là nổi tiếng, thương hiệu lớn. Em này với cái phần là form dáng này là dáng trứng các bác nhé. Vỏ bọc vàng này. Đây là cái lớp vỏ vàng của em này, đã lên những cái phần là bã trầu rất là đẹp. Em này vỏ bọc vàng 10k con phiêu các bác nhé. Vỏ bọc vàng 10k con phiêu. Và trên phần vỏ thì không có cái dấu hiệu hao mòn theo thời gian nào xuất hiện ở đây. Rất là đẹp. Đáy inox này. Với phần là mặt tỏa tia. Đó, cọc số này là cọc số nổi. 3 kim và một ô click nằm góc 3 giờ. Em sẽ lên tay cho các bác xem thử nhé. Đây là phần mặt của em này. 17 chân kính. Size 37,5. Gọi là size 38 này. Lên tay rất là đẹp luôn. Form rất là lớn. Với những cái dòng máy cổ như thế này thì có cái form lớn như thế này cũng là một điều rất là hiếm. Rồi, tình trạng máy hoạt động tốt này. Máy cơ cót 17 chân kính nhé. Bây giờ sẽ mở cho bác xem cái máy bên trong của em này. Phần máy bên trong còn có thêm một cái lớp bảo vệ rất là chắc chắn nữa. Đây là bộ máy bên trong của em đồng hồ này. Bác có thể thấy bộ máy Lucien Picard chính hãng này. Máy cơ cót nhé, trên đây có khắc cái thông số máy này 479136 138 các bạn ạ. À 136 đúng không? 479136. Có khắc tên thương hiệu Lucien Picard này, 17 chân kính, máy cơ cót. Em này đã được lau dầu và hoạt động ổn định rồi các bạn nhé. Bộ máy còn rất là sáng và đẹp luôn. Các bác chốt đơn cho em chiếc Lucien Picard này nhé. Có mã là E39 này, giá 2.680.000. E39 giá 2.680.000 nhé. Rồi tiếp tục em qua mẫu một em Friendly của Thụy Sĩ này. Rồi, em này một cái dòng máy cao cấp. Với cái form dáng rất là đẹp, mỏng. Form rất là mỏng gọn luôn, mặt là một lụa. Với các cọc số được khía trực tiếp ở trên cái phần mặt của em này. Đó, Friendly máy 2 kim các bác nhé. Và đặc biệt là em này có cái phần vỏ được đúc liền nguyên khối này. Đó, vỏ đúc liền nguyên khối và được bọc vàng toàn bộ luôn. Dòng máy Friendly Geneva được khắc ở trên cái phần nắp đáy này. Núm zin có logo này. Em này bọc vàng toàn bộ luôn các bác nhé, rất là đẹp. Form dáng thì mỏng gọn như này, tình trạng núm hoạt động tốt. Em sẽ lên tay các bác nhìn nhé, rất là sang trọng luôn, đẳng cấp đồng hồ Thụy Sĩ. Dòng máy cơ cổ em này size 33 các bác, size 33 chuẩn luôn này. Đây là cái lớp vỏ vàng của em này, còn rất là đẹp. Đó, 4 chân càng này. Chiếc này có mã là D96, giá 2.250.000 thôi các bác nhé. Chốt đơn cho em chiếc này, D96 này, giá 2.550.000 cho một em đồng hồ Blenzy dòng máy Silver.
máy cơ cốt 17 chân kính. Máy thì đã được lau dầu và tình trạng hoạt động ổn định rồi. Rồi tiếp tục em qua mẫu một em MasterNK, một dòng máy của Đức. Em này có cái form gọi là form kiểu hình bầu dục này, rất là lạ mắt luôn các bạn ạ. Cọc số chảy tia có cài đá đen, kim cọc mạ vàng và một ô lịch nằm ở góc 3 giờ. Đây là phần vỏ vàng của em này. Vỏ vàng còn rất là đẹp, đã lên những cái bã trầu này. Đây là mắt nắp đáy, đáy kiểu bắt úp, rất là sáng. Máy em này là máy cơ tự động và có hỗ trợ cơ có tay các bác nhé. Xoay ngang là 36 này, ngang 36 và dọc là 33. Đó, xoay ngang là 36. Em lên tay cho bác xem thử nhé. Bên trên đây là logo biểu tượng của hãng MasterNK này, rất là đẹp, mặt mỡ gà. Máy cơ tự động có hỗ trợ cơ con tay. Và bộ lịch của em này thì quay một ngày lịch em ấy sẽ tự động chuyển sang ngày mới các bác nhé. Rất là đẹp luôn. Chốt đơn cho em chiếc này mã A11 này, giá chỉ có 2.350.000. A11 giá 2.350.000 các bác nhé. Rồi tiếp tục em qua mẫu một em Lucent Picard. Lucent Picard Thụy Sĩ, dòng máy được K101 này. Máy cơ tự động automatic và có hỗ trợ thêm cả cơ có tay. Em này form dáng rất là độc đáo với phần vỏ được bọc vàng. Đây là cái lớp vàng của em này, rất là đẹp luôn. Form dáng độc đáo, bao kim và một ô clip nằm góc 3 giờ. Em này có xoay ngang là 32, ngang 32,5, dọc là 37,4 này. Gọi là ngang 33, dọc là 37 các bác nhé. Bên tay cho bác xem thử này, em này rất là chất luôn, trông cực kỳ là đẳng cấp. Một ô lịch nằm góc 3 giờ, bây giờ em sẽ test thử phần núm này. Tình trạng núm hoạt động tốt các bác nhé. Máy cơ cót tay có hỗ trợ cơ cót tay này, đáy inox. Và đây là bộ máy trong của em này các bác nhé. Đấy, Lucent Picard này, Swiss bình phong tơ, bộ máy được mạ vàng hồng, rất là đẹp luôn. Và tình trạng máy em này thì đã hoạt động ổn định rồi các bác nhé. Máy cơ tự động này 17 chân kính, được mạ vàng hồng toàn bộ như thế này. Đây là phần nắp đáy này, có khắc tên thương hiệu này. Vỏ bọc vàng 10K Goldfield được khắc triện ở trên cái phần nắp đáy bên trong của em này. Rồi các bác chốt đơn cho em với chiếc này nhé. Mã sản phẩm là E42 này, giá 2.950.000. E42 giá 2.950.000 các bác nhé. Rồi qua mẫu này lên cho các bác một em Eneca, dòng máy Ultrasonic. Đây là một cái dòng máy cao cấp của dòng thương hiệu Eneca, tức là cổ điển, được sản xuất vào đầu những năm thập niên 80 này. Em này máy cơ cót các bác nhé, kim cọc mạ vàng, mặt trắng này. Đây là phần vỏ của em này, vỏ bọc vàng, form rất là mỏng gọn. Mặt đáy có khắc tên thương hiệu Eneca. Dòng máy cơ cót tay có size lên đến 34 này, size 34, không tính núm các bác nhé. Cơ cót 21 Jewel, tình trạng núm thì hoạt động tốt này. Em này form khá là lớn với size 34 cho các bác có cổ tay từ 17,5 xuống là nền tay sẽ rất là đẹp này. Đây là cổ tay em, là cổ tay 16 các bác nhé. Cổ tay em đang là cổ tay 16 này. Máy cơ cót, phần mặt còn rất là sáng và đẹp nhé. Chốt đơn cho em chiếc này mã E14 giá 2.750.000. Rồi lên cho các bác một em đồng hồ thương hiệu Lanco của Thụy Sĩ, giá bình dân.
cho các bác có thể sưu tầm này. Em này độ mới còn rất là cao luôn. Đây là phần vỏ bọc vàng của em này. Đó, vỏ bọc vàng sáng bóng nhá, không có cái vết xước nào. Đáy inox, số chạy tia này, máy cơ cót 17 chân kính. Em này size là 33, chuẩn form cổ luôn các bác, đồng hồ size 33. Lên tay các bác xem này, nó để giữ được một em đồng hồ cổ mà có cái form nó còn mở, có cái độ mới còn cao như thế này rất là hiếm. Em này vỏ bọc vàng size 33, mặt kiểu màu ghi trắng một chút các bác nhé. Test thử cho bác xem phần nướng trước này, nướng hoạt động tốt này. Chốt đơn cho em nhé, chiếc này mã E27 giá 1.650.000 thôi. E27 này giá chỉ có 1.650.000. Rồi tiếp tục qua mẫu một em Titoni Space Star. Em này thì chuẩn hàng cổ luôn các bác, cho các bác có thể giao lưu và sưu tầm này. Đấy, có các tên thương hiệu Titoni. Vỏ bọc thép không gỉ toàn thân, đó, cái form cũng rất là lạ mắt. Size 34 các bác nhé, 34,4 này. Đó, cặp số nổi 3 kim và 1 ô cờ lịch nằm gấp 3 giờ. Em này tình trạng nốm hoạt động tốt này. Máy cơ tự động các bác nhé, 25 chân kính. Dòng máy Romatic. Và ở dưới này thì có khắc có đính thêm một viên đá quý nữa rất là đẹp. Bên trên đây là biểu tượng của hãng đồng hồ Titoni này. Vỏ bọc thép không gỉ. Em lên tay cho bác xem thử nhé. Tay rất là khỏe khoắn trẻ trung luôn. Em này có mã là E74, giá 1.950.000. Rồi tiếp tục em qua mẫu một em Slava của Liên Xô các bác nhé. Dòng máy rất là cổ điển cho các bác có thể sưu tầm này. Em này được bọc vàng là vàng ao 5, có khắc triện ở trên cái phần vỏ này. Vàng ao 5 các bác nhé. Form rất là lớn với cái phần mặt. Mặt này là mặt kiểu vân lụa, số chạy tia, 3 kim và 1 lịch nằm góc 3 giờ. Kim máy nguyên bản của Slava Liên Xô. Em bên tay cho bác xem này. Em này form rất là lớn luôn, với size dọc lên đến 41 và size ngang của em này là 35 các bác, 37 các bác nhé, 37,6 này. Dọc 41 và ngang là 37,6. Cái mẫu đồng hồ của Liên Xô cho các bác sưu tầm. Máy cơ cót 21 chân kính, kèm theo bộ dây khóa linh kiện Citizen Nhật các bác nhé. Núm bọc vàng này. Tình trạng núm của em này hoạt động tốt. Và bộ lịch cũng là bộ lịch thủ công, mà là quay hết một ngày lịch sẽ tự động chuyển sang ngày mới nhé. Đây là phần nắp đáy của em này. Đáy inox, đáy inox Slava Liên Xô. Em này giao lưu với các bác giá chỉ có 1.780.000. Chốt đơn cho em nhé, chiếc này mã D85 này, giá 1.780.000. Rồi và mẫu cuối cùng lên cho các bác một em Rado Sliver Moon, một cái dòng máy rất là cổ điển của thương hiệu Rado. Em này mặt tròn các bác nhé, có cái size khá là lớn, đó là size 37. Size 37 không tính đốm này. Mặt bắt quái là độc đáo luôn. Dây khóa của Rado. Em này nguyên zin luôn các bác nhé. Em này zin 100% luôn này. Em lên tay cho bác xem nhé. Đó, dòng máy Rado Sleep và Moon. Đây là một cái dòng máy rất là cổ điển của thương hiệu Rado. Tình trạng đốm này. Các bác có thể có nấc để chỉnh định nhanh các bác nhé. Em này có nấc để chỉnh định nhanh này. Nấc đầu tiên để chỉnh định và nấc thứ hai để chỉnh kim. Và phần núm của em này cũng là núm zin các bác nhé. Núm zin có logo, có logo thương hiệu của Rado này. Mặt đáy có in logo biểu tượng ba cá ngựa, Rado ba cá ngựa. Bây giờ em sẽ thử mở
vào cho bác xem cái phần máy bên trong này. Rồi và đây là bộ máy bên trong của radio này. Các bác nhìn này, bộ máy có khắc tên thương hiệu radio này, máy cơ tự động 17 chân kính. Máy 5 tầng các bác nhé, và được mạ vàng toàn bộ luôn. Cái máy rất là đặc trưng của dòng thương hiệu radio đó là máy được mạ vàng như thế này. Em này thì đã được lau dòng, tình trạng máy hoạt động ổn định rồi. Chốt đơn cho em với chiếc này nhé. Mã sản phẩm là D88 này, giá 2.550.000. D88 giá 2.550.000 nhé. Và bộ đồng hồ radio này cũng đã kết thúc cái video của hôm nay ở đây rồi. Đặt mua hàng thì các bác chốt đơn cho em số Zalo đó là 0936050424, em đã ghi ở bên ngoài màn hình. Và các bác lần đầu biết đến kênh thì đừng quên ấn đăng ký cụm chuông để đón xem các video mới nhất của các chương trình nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp các bác trong những video tiếp theo. 99% đàn ông tuổi trung niên thường gặp các bệnh như giảm ham muốn tình dục, yếu sinh lý, bệnh gút, đau lưng, mỏi gối, mất ngủ, suy nhược cơ thể. Các bác lên YouTube tìm kênh Thảo Dược Ngâm Rượu Tây Bắc để được giải đáp và những thắc mắc về những bệnh lý nêu trên.